Dung chính của chúng ta rất đơn giản, có thể nói trong 10 phút, đó là chẩn đoán và xử trí huyết khối trên ban nhân tạo. Đây là một trường hợp lâm sàng thực tế này. Một bệnh nhân nữ 45 tuổi vào C1 bởi vì bệnh nhân ở trong tình trạng là vật vã kích thích, suy hô hấp cấp và có rối loạn huyết động, tụt huyết áp. Bệnh nhân trước đó đã có khó thở và không sốt được 3 ngày trước khi vào viện và đã điều trị ở bệnh viện tỉnh 3 ngày nhưng không rõ chẩn đoán rồi mới xin chuyển viện. INR gần nhất của bệnh nhân là 3,7, có giảm liều nhưng mà không xét nghiệm lại. Đây là điện tâm đồ khi vào viện. Đây là hình ảnh X quang tại giường. Và đây là hình ảnh siêu âm cấp cứu tại giường. Các bạn nhìn thấy gì không ạ? Siêu điển hình. Đúng không ạ? Chưa thấy gì? Thứ nhất đây là van. Hai lá cơ học. Thứ hai là gì ạ? Chúng ta không thấy hai cái vạch song song của cánh van đóng mở. Tức là đã kẹt hoàn toàn. Đấy. Kẹt hoàn toàn. Chênh áp tối đa. Chênh áp trung bình thôi. Chênh áp trung bình là 26 mm thủy ngân. Đây, hình ảnh đây. Đây là một số các cái xét nghiệm. INR lúc vào viện là 1,6. Bệnh nhân đã được đặt ống nội khí quản cấp cứu ngay lập tức. Heparin truyền tĩnh mạch, bơm tiên điện, vận mạch vân vân. Sau cấp cứu và siêu âm tim được 15 phút thì đột ngột xuất hiện ngừng tuần hoàn. Trên siêu âm chỉ còn hình ảnh nhịp bộ nối. Bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn và mạch có lại sau 3 phút và được chỉ định dùng tiêu sợi huyết cấp, phác đồ cổ điển. Cách đây 2 năm ạ. À không, cách đây 3 năm. 2006, 2016 là cách đây 2 năm. Và đây là hình ảnh siêu âm sau khi mà bệnh nhân đã được tiêu sợi huyết. Chúng ta so sánh được không? Đấy. Cánh van trước và sau khi được tiêu sợi huyết. Chênh áp lúc trước như ta nói 26,7 mm thủy ngân và sau đó 10 mm thủy ngân. Quá mỹ mãn đúng không ạ? Sau khi tiêu sợi huyết xong, bệnh nhân không có dấu hiệu xuất huyết, huyết động thì ổn định. Sau 1 giờ, huyết áp đã ổn định hơn. Sau 3 giờ, lơ mơ. Sau 5 giờ, liệt hoàn toàn. Và bệnh nhân có một cái chảy máu não. Đấy là ca lâm sàng thực tế. Thế với huyết khối trên van nhân tạo, thì chúng ta thấy là có rất nhiều loại van nhân tạo đúng không ạ? Có van cơ học, van sinh học. Trong đó huyết khối sẽ hay gặp nhất ở các van nhân tạo cơ học. Và thế hệ bây giờ thì chúng ta không, hầu như là chúng ta không còn cái van bi hay van một cánh nữa. Ở Việt Nam thì ít nhất là trong vòng khoảng 4-5 năm trở lại đây, tôi chẳng thấy có một bệnh nhân nào ở tại viện tim mạch. Không biết là chỗ chị Hoa ở ngoài phòng khám, chị có bệnh nhân nào không ạ? Nếu có chắc họ chết sạch. Chỉ là van hai cánh. Và chúng ta so sánh biến chứng trên van nhân tạo thì chúng ta thấy ở đây này, về tử vong thì tương đương. Về chảy máu thì vì van cơ học là chúng ta yêu cầu điều trị chống đông nên là cái tỷ lệ biến chứng chảy máu ở van nhân tạo lớn hơn. Tỷ lệ huyết khối là tương đương. Tỷ lệ viêm nội tâm mạc cũng tương đương. Huyết khối trên van nhân tạo với các nước phát triển thì tỷ lệ của nó chỉ loanh quanh khoảng 1% thôi. Còn ở các nước kém phát triển thì tỷ lệ gấp 5 lần. 5,7 đến 6%. Và đương nhiên là nó gặp chủ yếu ở những bệnh nhân mà điều trị chống đông không đạt liều. Và theo một tác giả báo cáo thì 70, có đến 70% huyết khối trên van nhân tạo là không đạt liều chống đông. Trong đó vị trí chính là ở van hai lá. Nguy cơ huyết khối ở trên van hai lá nhân tạo cao gấp 2 lần so với van động mạch chủ. Còn van tim bên phải thì
cao hơn nữa, nguy cơ huyết khối lên đến 20 lần, gấp 20 lần so với các van tim ở bên trái. Để chẩn đoán thì bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân rất có dấu hiệu gợi ý. Toàn trạng thì có thể bệnh nhân không triệu chứng. Có những bệnh nhân không triệu chứng, bán kẹt chẳng hạn. Nhưng chúng ta khám thực thể chúng ta phát hiện bất thường hoặc siêu âm phát hiện bất thường. Nhưng ngược lại cũng có những bệnh nhân vào viện trong một cái bối cảnh là rất rầm rộ, như chúng tôi vừa trình bày bệnh nhân 45 tuổi đó. Suy tim, phù phổi cấp, sốc tim nặng. Trên lâm sàng thực thể thì đặc biệt là chúng ta phải chú ý đến gì ạ? Tất nhiên là ở những trường hợp bệnh nhân sốc nặng thì chúng ta thấy là gì ạ? Nhịp tim rất nhanh. Mặc dù nhịp tim rất nhanh, chúng ta vẫn phải chú ý, đặc biệt là đối với bệnh nhân mang van cơ học. Đó là gì ạ? Tiếng van cơ học. Van hai lá cơ học thì là tiếng T1. Van động mạch chủ cơ học thì tiếng T2. Và nếu như tiếng van cơ học chúng ta không nghe thấy rõ thì câu chuyện ở đây là gì? Chúng ta phải nghi ngờ bệnh nhân có kẹt van do huyết khối hay không. Và có thể là chúng ta thấy là có tiếng thổi mới xuất hiện. Mặc dù trong bối cảnh cấp cứu, chúng ta vẫn buộc phải hồi cứu lại các hồ sơ của bệnh nhân. Ít nhất là chúng ta biết được là vấn đề điều trị chống đông của họ ra sao và cái thời điểm họ thay van là bao giờ, tình trạng van là van gì nhé, cũng như là những cái kết quả, tối thiểu là một cái kết quả trước đó để chúng ta so sánh với hiện tại. Đây là một số các cái dấu hiệu lâm sàng chính. Nếu như chúng ta thấy là có các cái biến cố ở trên van động mạch chủ hoặc là trên van hai lá, cái quan trọng nhất đối với van cơ học đó là gì ạ? Không còn các cái dấu hiệu của các cái tiếng van cơ học nữa, tiếng T1, T2, không nghe thấy tiếng cạch cạch nữa. Thế còn đối với các van sinh học thì đặc biệt ở đây là sự xuất hiện của các tiếng thổi mới. Trong trường hợp mà chúng ta nghi ngờ là huyết khối gây kẹt van nhân tạo thì siêu âm qua thành ngực cấp cứu được chỉ định ở cấp độ 1B theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ suốt từ năm 2012, 2014 và 2017, không thay đổi. Để làm gì? Đánh giá về cái mức độ rối loạn huyết động và xem cái tình trạng van ra sao. Còn siêu âm qua thực quản, nếu chúng ta có điều kiện thực hiện cấp cứu, cũng là một chỉ định ở mức độ 1B để đánh giá kích thước của huyết khối cũng như là sự chẩn đoán chính xác cái mức độ không hoạt động của van. Còn lại thì một số các thăm dò khác thì trong cái hoàn cảnh cấp cứu chúng ta sẽ không làm được, hoặc là chúng ta không, tức là gì, ở trung tâm của chúng ta không có thói quen làm, tức là đánh giá, ví dụ đánh giá vận động của van nhân tạo trên X-quang chẳng hạn nhé. Siêu âm Doppler tim, ở trong khóa siêu âm Doppler tim thì các anh chị đã được học về siêu âm Doppler tim để đánh giá van nhân tạo rồi, đúng không ạ? Và vì thế ở đây chúng ta chỉ đánh giá rất nhanh và nói rất sơ lược. Siêu âm Doppler tim có vai trò hết sức quan trọng. Nhanh, đúng không ạ? Có thể thực hiện ngay tại giường và giúp chúng ta đánh giá được ngay hoạt động của van, van bình thường hay là van hẹp, cũng như là vận động của van có kẹt hoặc nghi ngờ kẹt hay không, có hở mới xuất hiện hay không. Còn siêu âm tim qua thực quản là có vai trò quyết định để đưa chúng ta đến các cái chỉ định mà xa hơn, đó là gì ạ? Vận động của van chính xác như thế nào và đặc biệt là cái kích thước của cục huyết khối ra sao, chúng ta có thể đánh giá được ngay. Đây là hoạt động bình thường của một số các cái van nhân tạo, ví dụ van hai cánh thì chúng ta nhìn thấy đây, cánh van đóng mở là hai cái vệt sáng song song và cánh van đóng mở cân đối. Một số các cái van một đĩa, cánh lật hoặc là van bi. Đây là hình ảnh các cái van sinh học bình thường. Những nguyên nhân gì gây kẹt van thì có đến 74%, 77% là do huyết khối. Có khoảng 12% là do hỗn hợp huyết khối cộng với pannus và 11% là do pannus, tức là sự quá phát của nội mạc, đúng không ạ?
Thực ra thì cái việc phân biệt giữa huyết khối và pannus trong cái bối cảnh cấp cứu nó không đặt ra nhiều lắm, và nó phụ thuộc chủ yếu vào gì ạ? Bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân nhé, phụ thuộc bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân. Và siêu âm qua thành ngực thì thực ra cũng khá là khó đánh giá. Người ta nói rằng cái sự quá phát của nội mạc trong do nguyên nhân là pannus ấy, thì làm sao ạ? Nó sáng hơn này, cái mật độ sáng hơn, và nó không bao giờ vượt quá cái vòng van. Trong khi nếu như nó là huyết khối thì cái mật độ của cái huyết khối thì nó gần như là mật độ của cái cơ tim ấy. Và có khoảng gần 40% là nó vượt quá vòng van, nó chui vào nhĩ trái hay là tiểu nhĩ trái. Đấy là do huyết khối. Đấy, nhưng mà những cái phân biệt này thì chủ yếu là chúng ta đánh giá dựa trên siêu âm qua thực quản. Còn trên lâm sàng chúng ta phụ thuộc chủ yếu là tình trạng lâm sàng, tức là toàn trạng của bệnh nhân. Thế vậy, chúng ta tiếp cận siêu âm trên lâm sàng như thế nào? Rất nhanh chóng, kiểm tra lại thông tin về loại van nhé. Có thể đánh giá chiều cao, cân nặng chiều cao diện tích da. Bước 2 là chúng ta đánh giá hình ảnh của van nhân tạo trên nhiều mặt cắt khác nhau, sự đóng mở của các cánh van, vị trí nối giữa van nhân tạo với các cái cấu trúc tim bình thường. Đây là một tí tẹo hở trong van, đây là hở sinh lý nhé, của van động mạch chủ cơ học. Van hai lá cơ học, hai cái cột âm song song, và cái hoạt động của cánh van hoàn toàn bình thường. Bước 3 là chúng ta dựa vào siêu âm Doppler. Sau khi chúng ta dựa trên 2D này, Doppler màu này, thì chúng ta dựa vào Doppler để chúng ta đánh giá gì ạ? Vận tốc, Doppler xung đánh giá vận tốc, Doppler liên tục chúng ta đánh giá chênh áp, và đặc biệt chúng ta quan tâm đến chênh áp. Thế tại sao chúng ta lại phải cần thăm dò cái hồ sơ trước đó? Bởi vì có những trường hợp là gì ạ? Chúng ta biết rằng là bình thường các cái bệnh nhân mà đeo van nhân tạo thì cũng có thể có hẹp van. Có những cái hẹp van nó xảy ra ngay ở thời điểm sau khi bệnh nhân thay van xong, bởi vì là ví dụ như là chọn cái van mà vòng van bé quá, chênh áp cũng đã lớn từ trước rồi. Do vậy, nếu chúng ta không có các cái hồ sơ tham chiếu thì rất dễ là chúng ta sẽ đánh giá một cách là nhầm lẫn. Chúng ta tưởng rằng là có huyết khối mà hóa ra là không phải. Nhé. Vì thế nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại là chúng ta phải quan tâm đến bối cảnh là toàn trạng, tức là cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân đầu tiên. Bước 4 mới là đánh giá về kích thước và chức năng thất trái. Và bước 5 đánh giá chức năng thất phải, áp lực động mạch phổi. 1, 2, 3, 4, 5 rất nhanh chóng nhé. Hồi cứu hồ sơ, loại van, đánh giá Doppler, đánh giá 2D, đánh giá siêu âm Doppler màu, sau đó là đo chênh áp, đo vận tốc, cuối cùng chức năng tim, chức thất trái và thất phải. Thì đây là một số các cái bảng. Bảng này thì đến khi các anh chị in bài ra chúng ta sẽ thấy chúng ta không nhớ được đâu. Chúng ta không nhớ được đâu. Nên là chúng ta sẽ in ra để chúng ta biết được cái chênh áp bình thường qua van. Điều quan trọng hơn là chúng ta đánh giá là gì? Khi nào cái chênh áp đó trở nên bất thường? Đây là chênh áp qua van động mạch chủ ở các loại van khác nhau, chênh áp qua van hai lá ở các loại van khác nhau. Thế van động mạch chủ nhân tạo cơ học, thế thì chúng ta thấy là có khá nhiều các cái tài liệu. Tuy nhiên là tôi dựa vào cái tài liệu của tác giả là Otto để chúng ta đánh giá nhanh. Chúng ta bỏ qua phần bên cạnh là cột về hở này, nhưng mà chúng ta quan tâm đến phần này. Kẹt van thì nó sẽ gây hẹp khít. Khi nào đánh giá là hẹp khít? Vận tốc tối đa trên 4 m/s và chênh áp trung bình trên 35 m/s. Ok, đây là các cái mức độ hẹp ở các mức độ khác nhau, và đây là hẹp khít có ý nghĩa. Ngoài ra thì có hẹp vừa, hẹp nhẹ, thì chúng ta cũng sử dụng một số các cái thông số quan trọng nhất là chênh áp trung bình và vận tốc tối đa. Ngoài ra thì chúng ta có thể tính tỷ lệ vận tốc, độ hở hiệu dụng hay là VTI. Đây hình ảnh huyết khối trên van nhân tạo động mạch chủ. Chênh áp qua van rất cao. Chênh áp trung bình ở đây là 32 mm thủy ngân. Còn đối với van hai lá nhân tạo thì hẹp. Van hai lá được coi là hẹp khít khi nào? Khi vận tốc tối đa trên 2.5 m/s và chênh áp trung bình lớn hơn 10 mm thủy ngân. Nhé. Chúng ta có thể sử dụng một số các cái chỉ số khác
để đánh giá các mức độ hẹp khác nhau. Tương tự như vậy, ví dụ như là PTH, độ hở hiệu dụng hay là PHT để chúng ta đánh giá. Đây hình ảnh huyết khối trên van hai lá cơ học và chênh áp ở đây, chênh áp trung bình lên tới 25mm thủy ngân. Đối với van tim bên phải thì chúng ta đánh giá hẹp có ý nghĩa khi mà vận tốc tối đa qua van ba lá là trên 1.7m/s và chênh áp trung bình trên 6mm thủy ngân. Đấy là đối với van tim ba lá nhân tạo. Van động mạch phổi chúng ta dựa chủ yếu là vận tốc trên 3m/s là có hẹp khít. Ok, nhớ không ạ? Các anh chị nhớ rồi đấy ạ, có cần phải nói nhiều nữa không nhé? Review lại rất nhanh. Van động mạch chủ 4-3-5, van hai lá 2.5-10, van ba lá 1.76, van động mạch phổi 3. Rất nhanh chóng. Chúng ta xử trí như thế nào khi chúng ta đã có chẩn đoán? Chúng ta thấy có hai phương pháp và cho đến bây giờ chúng ta vẫn có những cái băn khoăn nhất định liên quan đến lựa chọn phương pháp xử trí cấp cứu. Phẫu thuật thì tỷ lệ thành công rất cao, tuy nhiên tỷ lệ tử vong quanh phẫu thuật cũng rất cao. Các cái báo cáo ở những trung tâm là ít tử vong nhất thì cũng phải lên đến 5%. Và nếu như bệnh nhân, toàn trạng của bệnh nhân trước mổ càng nặng, tức là như bệnh nhân của chúng ta là bệnh nhân NIHA 4 ấy, thì tỷ lệ tử vong có thể lên đến gần 20%. Mà nếu mà giải thích là bây giờ bác mổ thì khả năng là 20% là chết thì lúc ấy cũng kinh khủng đấy, đúng không ạ? Về tiêu sợi huyết thì được dùng từ rất lâu rồi, từ những cái thế hệ đầu tiên Streptokinase cho đến Ateplase hiện tại, tỷ lệ thành công là khá lớn, 70-80%, phụ thuộc vào các cái báo cáo ở từng trung tâm. Tuy nhiên có hai nguy cơ đằng sau, đó là chảy máu sau khi điều trị tiêu sợi huyết hay là tắc mạch hệ thống sau khi điều trị tiêu sợi huyết. Một điểm nữa là điều trị tiêu sợi huyết thì có thể thất bại và lúc đó chúng ta phải làm phẫu thuật cứu vãn. Thuốc chống đông thì mặc định là tất cả các bệnh nhân là huyết khối, nghi ngờ huyết khối tắc hay là không tắc hoàn toàn trên van nhân tạo là mặc định vào là chúng ta phải truyền heparin bơm tiêm điện ngay lập tức nhé. Câu hỏi ở đây là chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp nào đây? Tiêu sợi huyết hay là phẫu thuật? Nhé. Mỗi một cái nó đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Đó là gì ạ? Nếu như tiêu sợi huyết thì chúng ta thấy là gì? Tránh được cái tình trạng là phẫu thuật khi mà bệnh nhân đang nặng phải cấp cứu. Và nhất là bệnh nhân, đương nhiên là bệnh nhân thay van thì bệnh nhân phải mổ lại. Và vấn đề mổ lại là rất là ái ngại, đúng không ạ? Còn phẫu thuật thì làm sao? Nếu tiêu sợi huyết, chảy máu rất tăng, sau khi điều trị tiêu sợi huyết xong, có khi lại tắc mạch hệ thống và có thể lại tái phát, tức là tiêu sợi huyết thất bại. Thì chúng ta thấy tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày của tiêu sợi huyết chỉ khoảng 7%, tỷ lệ thành công nói chung là khoảng 75%, các cái biến cố tắc mạch 13% và biến cố chảy máu là 6%. Còn phẫu thuật, tử vong quanh phẫu thuật thì cao hơn, và nếu như bệnh nhân suy tim thì phẫu thuật có thể gây ra tỷ lệ tử vong rất lớn. Đây là một số các cái đa phân tích. Ở đây người ta dựa trên tổng hợp của gần 800 bệnh nhân thay van, thì người ta thấy gì? Đây là các van tim bên trái này. Nếu như tiêu sợi huyết, tỷ lệ thành công chung 30% và tỷ lệ thất bại là 30%. Tỷ lệ tử vong ở đây trước khi phẫu thuật, tức là thất bại là 30%, nhưng trước khi phẫu thuật thì tỷ lệ tử vong chỉ khoảng 2%. Nếu như do tiêu sợi huyết đơn thuần chỉ 2%, 15 trên hơn 700 bệnh nhân mà nhé. Tử vong trong 30 ngày dưới 10%. Thế còn đối với bệnh nhân phẫu thuật, tỷ lệ thành công nếu bệnh nhân sống sót thì là tuyệt đối, nhưng tỷ lệ tử vong 30 ngày lên tới 15%. Do vậy chúng ta phải cân nhắc lựa chọn giữa hai phương pháp. Thì các khuyến cáo nói với chúng ta cái gì? Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2014 đề nghị là nên điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết nếu như huyết khối ở van tim bên trái, bệnh nhân đến sớm trong vòng 2 tuần, không suy tim nặng
tức là Niha chỉ mức độ 1-2 thôi, và kích thước huyết khối trên siêu âm thực quản đo chỉ dưới 1 cm². Nhá. Đấy là nên. Còn nối với van tim bên phải thì mọi trường hợp huyết khối trên van nhân tạo bên phải thì nên chỉ định là tiêu sợi huyết. Chúng ta lưu ý là nên chứ không phải là bắt buộc, bởi vì mức độ bằng chữ mức độ khuyến cáo ở đây đều là 2A. Phẫu thuật được chỉ định khi nào? Được chỉ định tuyệt đối ở mức độ 1B với trường hợp là huyết khối trên van nhân tạo bên trái và có suy tim nặng. Tức là bệnh nhân của chúng ta, bệnh nhân 45 tuổi đấy, là theo như khuyến cáo năm 2014 là tuyệt đối là bệnh nhân phải cấp cứu gì ạ? Cấp cứu ngừng tuần hoàn xong là ali hấp, bay lên phòng mổ và phải set up phòng mổ trong vòng 30 phút để chúng ta mổ ngay. Nhá. Còn đối với huyết khối mà van tim bên trái nhưng di động kích thước lớn trên 0,8 cm², thì có thể là chúng ta cân nhắc phẫu thuật cấp cứu. Năm 2015 thì trên tạp chí Tim mạch Hoa Kỳ có báo cáo về một cái nghiên cứu tiêu sợi huyết liều rất thấp, siêu chậm, ultra slow là tức là siêu chậm, và đánh giá bằng siêu âm qua thực quản. Thì các tác giả của nghiên cứu này, người ta lựa chọn là cỡ mẫu là 120 bệnh nhân huyết khối trên van cơ học, và người ta truyền Atemlaz liên tục liều thấp trong vòng 25 giờ, tổng liều có 25 mg không bolus. Sau 12 tiếng siêu âm qua thực quản theo dõi, và sau 25 tiếng đánh giá lại, nếu như thất bại thì có thể chuyển tiếp một liệu trình thứ hai. Thì cái nghiên cứu này cho thấy cái kết quả cực kỳ cao, thành công là 90% và biến chứng rất thấp, có 0,8% tử vong do tiêu sợi huyết, có 3,3% chảy máu nặng mà không gây tử vong, và 2,5% là chảy máu nhẹ. Tức là một cái kết quả lý tưởng, đúng không ạ? Lý tưởng về hiệu quả tương đương phẫu thuật, nhưng biến chứng thì lại thấp hơn nhiều so với phẫu thuật. Thấp hơn hẳn, đúng không ạ? Phẫu thuật 15% chết mà ở đây có dưới 1% tử vong. Từ đó thì cũng giải rác một số các cái báo cáo trên một số bệnh nhân, có những báo cáo là báo cáo trường hợp 1-2 bệnh nhân, và có những cái báo cáo series khoảng vài chục bệnh nhân, người ta khẳng định được cái hiệu quả của cái phác đồ là truyền tiêu sợi huyết liều thấp chậm có theo dõi bằng siêu âm thực quản, so với các cái kết quả kinh điển người ta hồi cứu lại tại trung tâm đó. Và vì vậy năm 2017, khuyến cáo cập nhật của Hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2017 bổ sung thêm về cái điều trị tiêu sợi huyết khởi đầu đối với bệnh nhân van tim nhân tạo bên trái là gì ạ? Khuyến cáo ở mức độ 1 là truyền tiêu sợi huyết liều thấp, siêu chậm đối với các bệnh nhân van tim bên trái và có dấu hiệu lâm sàng của tắc nghẽn van, kẹt van. Và đây là khuyến cáo ở cấp độ 1. Đấy. Hội Tim mạch Châu Âu năm 2017 thì đề nghị là phẫu thuật được chỉ định tuyệt đối với những trường hợp van tim nhân tạo gây tắc nghẽn, bệnh nhân có tình trạng lâm sàng nặng và không có bệnh lý khác phối hợp. Đây là cấp độ 1C. Tuy nhiên là chúng ta thấy là cái chỉ định rõ ràng về phẫu thuật nó không giống như là Hội Tim mạch Hoa Kỳ, đúng không ạ? Bên kia chỉ định phẫu thuật tuyệt đối trong trường hợp nào? Van tim bên trái, Niha 34, đúng không ạ? Rất nhanh. Còn đây là đến 2017 thì huyết khối gây tắc nghẽn lâm sàng trầm trọng và nguy cơ tử vong thấp, tức là không có các cái bệnh nhân ở bệnh lý phối hợp. Cân nhắc tiêu sợi huyết nếu không sẵn sàng phẫu thuật, hoặc có nguy cơ cao khi phẫu thuật, hoặc huyết khối trên van nhân tạo bên phải. Đấy. Cũng cân nhắc phẫu thuật nếu như huyết khối trên van nhân tạo lớn, không gây tắc nghẽn. Đối với van sinh học
Đối với van sinh học thì khuyến cáo số 1 đó là hiệu chỉnh lại cái liều điều trị chống đông song song với việc là chúng ta dùng heparin. Và đây là cái lược đồ mà chúng tôi phải vẽ lại sao cho nó tường minh đối với huyết khối van nhân tạo cơ học mà không gây tắc nghẽn. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta tối ưu hóa. Ngay từ đầu là chúng ta phải dùng heparin ngay, đúng không ạ? Và chúng ta tối ưu hóa điều trị chống đông, theo dõi trên lâm sàng và siêu âm, xem chủ yếu là bệnh nhân có các cái biến cố về thuyên tắc hay không. Và trên siêu âm qua thực quản, cái huyết khối lớn hay là huyết khối không lớn, để chúng ta cân nhắc lựa chọn cái liệu trình sao cho phù hợp nhất. Còn nối với huyết khối mà gây tắc nghẽn, lâm sàng trầm trọng, có thể phẫu thuật được ngay, xin mời chúng ta phẫu thuật. Không phẫu thuật được ngay, xin mời tiêu sợi huyết. Còn nếu lâm sàng không trầm trọng, tức là bệnh nhân khoảng NIA 1-2, đông máu không kiểm soát tốt, đương nhiên chúng ta dùng heparin bơm tiêm điện và chúng ta cân nhắc phối hợp với aspirin. Nếu thất bại với liệu trình chống đông, nguy cơ cao với phẫu thuật là không có thì chúng ta phẫu thuật. Còn nếu nguy cơ cao với phẫu thuật là có thì chúng ta cân nhắc để chúng ta điều trị tiêu sợi huyết. Và như vậy, cái câu hỏi đặt ra là gì? Tiêu sợi huyết hay phẫu thuật nó phụ thuộc vào bệnh cảnh lâm sàng. Trên lâm sàng chúng ta nghĩ đến là bệnh nhân có tắc van nhân tạo, các nghẽn van nhân tạo cơ học hay không, và vị trí ở bên trái hay ở bên phải. Bên phải thì luôn luôn là chúng ta ưu tiên gì ạ? Điều trị chống đông, đúng không ạ? Kích thước của cục huyết khối cũng như là các cái tình trạng tắc mạch và suy tim ở trên lâm sàng của bệnh nhân để chúng ta quyết định. Nếu như phẫu thuật viên của chúng ta không sẵn sàng, nguy cơ quanh phẫu thuật cao, không có chính chỉ định với tiêu sợi huyết, bệnh nhân mới lần đầu bị huyết khối trên van nhân tạo, NIHA từ 1 đến 3, huyết khối nhỏ, không có huyết khối nhĩ trái, không có các cái bệnh cảnh khác đòi hỏi về phẫu thuật, ví dụ như không có bệnh mạch vành kèm theo, không có lệnh lý van tim khác, nhìn thấy huyết khối rõ rệt và giải thích bệnh nhân lựa chọn thì chúng ta, hoặc người nhà đấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án tiêu sợi huyết. Còn lại, nếu như trung tâm đó có sẵn sàng về khoa phẫu thuật viên có giàu kinh nghiệm, nguy cơ quanh phẫu thuật thấp, bệnh nhân không thể dùng được tiêu sợi huyết do chống chỉ định, tái phát huyết khối trên van nhân tạo nhiều lần, suy tim nặng, huyết khối lớn, có huyết khối trong nhĩ trái, kèm bệnh mạch vành có ý nghĩa phối hợp, hoặc bệnh van tim khác, và có thể là đây là tắc nghẽn do pannus, thì chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp phẫu thuật hơn là điều trị tiêu sợi huyết. Chúng ta hiểu không ạ? Như vậy là các cái tiêu chuẩn nó tương đối là gì ạ? Rõ ràng. Và từ đó thì chúng ta đề ra cái quy trình cấp cứu huyết khối van nhân tạo theo từng bước. Thứ nhất, chúng ta nghi ngờ bệnh nhân có huyết khối thì lâm sàng của bệnh nhân ra sao? Bệnh nhân có sốc hay không? Khó thở mức độ nào? Có tắc mạch hay không? Tình trạng đông máu hiện tại của bệnh nhân INR, APTT, trên siêu âm tim, vị trí van bị và có tắc nghẽn hoàn toàn hay không? Nếu như có thể làm được siêu âm tim thực quản cấp cứu thì chúng ta làm. Còn nếu không thì chúng ta sẽ làm trong quá trình chúng ta điều trị. Có thể là siêu âm thực quản trong mổ, siêu âm tim thực quản trong lúc điều trị tiêu sợi huyết. Nhé. Xử trí ban đầu, heparin không phân đoạn, truyền bơm tiên điện ngay lập tức. Kháng vitamin K đương nhiên nếu chúng ta dự kiến phẫu thuật thì chúng ta cũng không dùng ngay từ đầu. Đúng không ạ? Kể cả khi mà chúng ta lựa chọn phẫu thuật thì đầu hay chúng ta lựa chọn tiêu sợi huyết từ đầu thì chúng ta cũng không khởi động ngay heparin, khởi động ngay kháng vitamin K làm gì cả. Chúng ta tập trung vào thuốc chống đông, đường tĩnh mạch, tức là heparin, không phân đoạn. Hồi sức tích cực, tùy, đấy, hồi sức tích cực. Và chúng ta điều trị tiêu sợi huyết trong trường hợp nào? Huyết khối van tim bên phải kích thước lớn, huyết khối van tim bên trái kích thước nhỏ. Có thể là huyết khối van tim bên trái kích thước lớn, suy tim nặng nhưng không thể phẫu thuật. Và phác đồ điều trị tiêu sợi huyết ở đây thì thực tế là chúng ta đã có các cái hướng dẫn, và các hướng dẫn này cũng đã được đưa vào khuyến cáo giải rác, chúng ta tìm ở trong các cái tạp chí và các cái công bố quốc tế thì có những cái nghiên cứu nói lên cái hiệu quả của việc là chúng ta điều trị tiêu sợi huyết liều thấp, đúng không ạ? Và trên thực tế là cách đây không lâu
cũng đã có một bệnh nhân của chúng ta điều trị tiêu sợi huyết là khá thành công với cái phác đồ siêu chậm, đúng không ạ? Mặc dù là siêu chậm nhưng mà chúng ta vẫn chưa có quy trình chuẩn, tức là bệnh nhân không được. Bạn nào có nội trú, có bạn nào trực trong tour của anh Tùng ấy nhỉ? Hả? Đúng rồi, bệnh nhân đấy đang được báo cáo hội trường nhưng mà rất tiếc là hình ảnh nó không được lộng lẫy như cái hình ảnh bệnh nhân này. Bệnh nhân này thì là vì vào trong tour trực của tôi nên là lấy hẳn máy siêu âm xịn ra đánh giá trước sau rất là hoành tráng. Đấy, nhưng mà lâu lắm rồi. Trước năm 2017 cơ. Thế nên không trách được. Nếu như có biến chứng chảy máu thì không trách được. Đấy. Thế thì phác đồ điều trị tiêu sợi huyết của chúng ta sẽ lựa chọn tối ưu. Chúng ta nên là sử dụng tiêu sợi huyết liều thấp, chuyển chậm. Còn nếu không thì chúng ta sử dụng liều kinh điển thôi, phác đồ kinh điển, không có cách nào khác. Đó là gì ạ? Atela bolus 10mg, sau đó là chúng ta truyền liên tục trong vòng 2 tiếng, phần còn lại 90mg nhé. Heparin sẽ duy trì sao cho APTT đạt 1,5 đến 2 lần chứng. Và chúng ta bắt buộc, không sớm thì muộn, chúng ta cũng phải siêu âm tim hoặc thực quản để đánh giá cái kết quả điều trị tiêu sợi huyết, nếu như chúng ta có chỉ định điều trị tiêu sợi huyết. Ok. Phẫu thuật cấp cứu, nếu như huyết khối lớn ở bên trái, suy tim nặng, nếu như bệnh nhân có tiêu sợi huyết thất bại, nếu như chúng ta chẩn đoán là kẹt van do panus, tất nhiên là chúng ta cần phải chú ý đến khả năng triển khai phẫu thuật của đơn vị tại bệnh viện của chúng ta và cái toàn trạng của bệnh nhân có cho phép phẫu thuật hay không, các cái bệnh lý kèm theo, các cái đồng bệnh của bệnh nhân có hay không nhé. Không phẫu thuật cũng không tiêu sợi huyết nếu huyết khối nhỏ, lâm sàng ổn định, không gây tắc nghẽn. Nên người ta duy trì là nên duy trì phối hợp heparin với kháng vitamin K tối thiểu là 3 tháng và có thể phối hợp cấp, đây là khuyến cáo ở cấp độ 2 đấy, là dùng aspirin liều thấp kèm theo. Tiêu sợi huyết thành công trong trường hợp nếu có tiêu sợi huyết thành công khi huyết khối tan hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn cộng với huyết động của bệnh nhân trên lâm sàng và đặc biệt là các thông số trên siêu âm được cải thiện. Tiêu thất bại khi mà không thải điện huyết động từ 24 đến 72 giờ sau khi bệnh nhân đã dừng truyền rồi. Để kết luận lại, chúng ta thấy rằng huyết khối van nhân tạo là biến chứng nặng và đặc biệt là hay gặp ở các nước kém phát triển như là Việt Nam. Tốt nhất là chúng ta tư vấn và giáo dục bệnh nhân tái khám, xét nghiệm chống đông định kỳ, thường xuyên. Nói thật là chỉ có ở những nước như chúng ta, khi mà bệnh nhân đeo van nhân tạo cơ học INR 1,5, 1,6, cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều cười tươi và bệnh nhân về với cái hiệu chỉnh duy nhất là điều trị thuốc chống đông, đừng uống trắng cho heparin trong lượng phân tử thấp gì cả, mà cũng trắng hẹn là bắt buộc là phải kiểm tra lại INR sau 5 đến 7 ngày gì hết, thoải mái. Và kết cục là gì? Có thể 2 tuần sau bệnh nhân chết tại nhà và không bao giờ đến khám bác sĩ nữa. 1-2 tuần sau bệnh nhân quay trở lại bệnh viện với một cái biến chứng kẹt van. Lúc đấy thì ạ, bác sĩ không biết. Nếu bác sĩ biết thì cũng hối hận đã quá muộn. Còn bệnh nhân thì đương nhiên rồi, có thể vướng vào một cuộc mổ mới hoặc là các cái nguy cơ liên quan đến điều trị tiêu sợi huyết. Và đặc biệt là chúng ta khi bệnh nhân có nghi ngờ huyết khối trên van nhân tạo thì chúng ta phải hình thành một cái nhóm làm việc chuyên khoa bao gồm các bác sĩ chuyên khoa nội và ngoại tim mạch cùng phối hợp nhé. Có thể phối hợp với cả các cái tuyến ở dưới thì các bạn có thể phối hợp thêm với các bạn, với các cái bác sĩ ở đơn vị điều trị tích cực và bác sĩ huyết học để quyết định tiêu sợi huyết hay phẫu thuật sao cho chính xác, nhanh chóng và phải theo dõi cẩn thận. Bởi vì kể cả tiêu sợi huyết cũng thất bại, bởi vì kể cả phẫu thuật vẫn có thể chết, tức là đòi hỏi phải hồi sức hết sức tích cực. Bài của chúng tôi xong rồi. Các anh chị có câu hỏi nào không ạ? Phác đồ bình thường.